các bạn đã đến với website programming. Thì rất vui khi được gặp các bạn ở đây. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách viết mục API như thế nào, từ thêm, xóa, sửa, lấy các cái sản phẩm đó ra, hoặc là lấy các cái sản phẩm, đúng rồi, lấy các sản phẩm đó ra ha, là gồm 4 API nè: thêm, xóa, sửa và get on. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với cái source code ha. Ở một dự án thực tế thì cái source code của chúng ta sẽ gồm có BO API, tức là cái nơi mà chúng ta sẽ viết các cái controller chứa các cái API ở bên trong. Và tiếp theo á là chúng ta có một cái command. Command này là dùng để làm gì? Thì chúng ta, cái này là khi mà các bạn có một cái code nào mà muốn dùng chung cho toàn bộ source code á, thì các bạn có thể để ở phần helper này ha. Ở đây mình cái này nói sau. Rồi. Còn DTO là Data Transfer Object là sao? Là có nghĩa là khi mà các bạn muốn get on một cái sản phẩm á, thì các bạn cần phải tạo ra một cái model, và cái model đó phải map với cái entity này ha. Thì lát nữa là mình sẽ nói sâu hơn về cái chỗ này cho các bạn. Còn entity là nơi mà các bạn có first db. Thì ở đây mình đã có một số cái table ha. Đó. Nè, đây là bản product chưa có gì ha, lát nữa mình sẽ copy vô đây. Rồi, repository ở đây thì gần như là chúng ta không có sử dụng ha. Đây là cái source code init mà mình tách ra từ cái source code lớn ha. Rồi. Thì cái repository này các bạn không cần để ý nhiều đâu ha. Còn tiếp theo là service. Service ở đây á, thường thì các bạn mới bắt đầu, các bạn thường làm cái implement với lại interface là chung một chỗ. Thì đó là không nên ha. Chúng ta nên tách ra để dễ cho cái việc quản lý hơn. Ở interface chúng ta viết ở đây, và qua implement thì chúng ta gọi lại cái interface đó ha. Rồi. Thì mình thu gọn lại. Thì mấy cái command DTO này sẽ được tạo ra thế nào? Là tạo ra từ một cái plan trống nha các bạn. Sau đó là chúng ta sẽ bắt đầu code vô, tạo mấy cái này rồi code vô ha. Đó. Rồi. Tạo plan trống như thế nào ha? Thì chúng ta sẽ là add new project. Các bạn đợi xíu nhé, máy mình hơi lắc một xíu. Rồi ok ha, sau khi mà các bạn bấm add new cái bộ reset mới thì chúng ta sẽ nhập lên đây. Plan. C-sharp. À, xin lỗi nha, hồi nãy mình nhầm là cái class library nha các bạn. Rồi, class library là một cái thư viện ha, mình tạo cái thư viện ra để mình gọi mình dùng lại ha. Đó, mình tạo thử cho các bạn nhìn thôi, lát nữa mình xóa. Ở đây là mình sử dụng .NET 6 nha, và cơ sở dữ liệu là mình sử dụng Postgre đây nè. Thì chúng ta cũng có thể sử dụng SQL Server ha. Thì hai cái này nó giống nhau thôi, nó chỉ khác nhau về cái phần kết nối cơ sở dữ liệu thôi, còn cái cách mà chúng ta dùng để code á không khác nhau một cái gì hết. Đối với kiến thức hiện tại của mình thì mình sử dụng thì nó chưa có gì là khác nhau nhiều hết ha, gần như là giống nhau hết luôn. Còn cái việc code lấy db dữ liệu thêm xóa sửa gì là giống nhau hết nha. Rồi đấy, đây gọi là một cái blank trống thôi các bạn ha, là class library ha. Sau đó các bạn cứ thêm các cái dữ liệu mà các mình muốn vô ha. Cái này mình tạo rồi nên mình không cần remove. Ok. Thì
Đầu tiên á là các bạn cần phải ở đây mình chỉ cho các bạn viết API thôi, nên mình bỏ qua cái phần mà kết nối cơ sở dữ liệu gì đi ha. Rồi, chúng ta tập trung vào viết API là được rồi. Đây. Thì ở đây mình có một cái trong cái entity là cái nơi mà để tạo các cái bảng nè, thì mình tạo một cái bảng product. Product ở đây mình kế thừa từ thôi bây giờ mình không thích kế thừa nữa ha. Mình code luôn cho các bạn nha. Rồi. Ok. Ở lại một rồi đó ha. Thì ở đây mình sẽ có một trường là in ID. Chỗ này các bạn thích đặt là GUI cũng được. GUI nó là một cái dãy chuỗi dài nhiều ký tự khác nhau á, nói chung là nhìn nó có vẻ bảo mật hơn là kiểu 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 in ha. Thì ở đây mình làm đơn giản thôi, là kiểu in là được rồi. Rồi, cái này là cái hàm tự tăng, tức là mỗi khi mà các bạn tạo sản phẩm á thì nó sẽ tự tăng ID lên ha. Đấy. Rồi. Thì bây giờ mình sẽ có là product name. Rồi. Đây nè. Cái này đó với một số bạn không biết á, thì các bạn bấm drop ha, xong các bạn bấm chữ tab là bấm tab 2 lần để nhảy ra này ha. Rồi. Rồi thì mình dùng double. Một sản phẩm thì cần có gì ta? Ngày tạo, day time, created day, người tạo, người update, drop. User dad thêm một cái nữa là siêu user này create by update by đấy. Thì ở đây mình có ID, tên và giá, ngày tạo, người tạo. Nên sau này sẽ có người update nữa. À, người update đây có thể là ở thôi khỏi đi. Cái này mình làm đơn giản vậy thôi. Tạo bởi ai thôi. Ok. Và sau này kiểu như là mình là một cái người dùng của cái app đây thì mình là người tạo đúng không? Nhưng employee cũng có thể là chỉnh lại nếu như nó chưa đúng thì lúc đó sẽ update by sẽ là người đó. Rồi ha, mình mới mới đầu làm thì mình làm đơn giản với ba cái chuyện dữ liệu chính thôi. Rồi. Sau khi á mà chúng ta xong cái này đúng không? Thì các bạn cần phải update DB ha. À, đối với cái bot query mà mình sử dụng á thì nó cũng là giống như với đây, thì nó cũng giống như bên SQL ha. Đây là cái chỗ mà mình kết nối tới cơ sở dữ liệu ha của bot query. Đó là mình sử dụng bot query ha. Đó. Thì đối với .NET 6 á thì nó không có còn cái config nữa, mà cái config nó đã gộp vô cái program này rồi. Đó thì thường là các bạn sẽ có cái phần trong này ha. Tuy nhiên thì mình ở trong một cái dự án thực tế á, thì á, chúng ta sẽ không có code vô trong cái program này, mà chúng ta sẽ code riêng ra một cái service collection extension. Thì ở đây á thì mình mới bắt đầu code ở đây ha, và qua bên kia chúng ta sẽ gọi ra ha. Đây nè, chúng ta có cái reference gọi qua đây ha.
Đó. Thì Postgre là mình kết nối như thế này. Còn SQL Server thì các bạn chỉ cần chỉnh sửa lại cái phần chỗ này ha. Để chúng ta kết nối thôi ha. Rồi. Còn cái API DB connection này là gì? Là ở trong cái app setting này nè. Đấy, API connection. Thì ở đây chúng ta cần để ý hai chỗ, đó chính là user ID là admin và password. Thì cái ID và cái password này á thì mình quay qua Postgre nhé. Đây là Postgre. Ở Postgre các bạn sẽ có một cái là login group role. Ở đây đây mình có một, mình mới vừa tạo ra một con admin ha. Thì để tạo ra cái con admin này như thế nào, các bạn bấm lên đây query, đặt tên cho nó admin, rồi sau đó các bạn vào đây đặt password cho nó 123456. Rồi các bạn sao tích hết toàn bộ này lên cho mình, rồi bấm save là xong nha. Rồi. Rồi cái này mình tạo ra nên mình không tạo lại ha. Đó là mình chỉ cho một số bạn muốn sử dụng Postgre ha. Còn như các bạn sử dụng SQL Server thì chắc các bạn cũng biết SQL Server nó như thế nào, cũng tương tự như thế này thôi ha, không có gì khó cả. Rồi, chúng ta chỉ cần chú ý tới cái phần kết nối này, đối với .NET 6 thì nó không có còn cần thiết nữa thôi. Rồi. Tắt mấy cái này bớt đi nha. Đây. Rồi, đóng này lại đi. Quay lại cái bảng product mà mình đang tạo ha. Thì sau khi mà các bạn tạo bảng xong á thì chúng ta cần có một cái đây API DB Contest, bấm tạo. Nếu như các bạn mà không có cái này á thường thì các bạn cứ tạo ha, add new class thôi, add new class ha, rồi các bạn tạo ra. Rồi là mình kéo từ trên xuống dưới nha, tại vì mình chỉ tập trung vào cái phần viết API thôi, cho nên nếu như bạn nào mà muốn code giống mình á, sử dụng Postgre á, thì mình các bạn nhìn xem cái cách mà mình tạo ra cái API DB Contest như thế nào nha. Đây mình kéo xuống từ từ cho các bạn nhìn ha. Rồi giờ mình chỉ cần tập trung vào phần này thôi. Đó thì các bạn cần phải khách nè, vốn dĩ là cái dòng này không có ha, mình có sẵn rồi là không có. Rồi các bạn có dòng này ra cho mình ha, db sử dụng product, rồi đặt cái tên cho nó ha. Thường thì cái tên trong cái tên được tạo ra này là thường là chữ s ha, cái tên này á nó là đại diện cho cái tên bên này nè bạn, đây nó đại diện cho cái tên này ha. Ok, ủa nếu vậy thì cái này phải có chữ s chứ. À, mình nhầm nha, xin lỗi các bạn. Cái tên hồi nãy mà mình chọn vô á, cái tên hồi nãy mà mình chọn vô á, cái tên này là sau này các bạn sẽ ví dụ như là gọi tới database á là mình sẽ dùng tới cái tên này ha. Rồi, còn cái tên bảng của mình là cái tên này. Ủa cái tên bảng của mình, nó tự thêm mét à, hơi mệt quá mình không biết. Rồi được rồi, mệt quá đây nè. Rồi ha, đầu tiên là các bạn cần khai báo ở này ha, cái tên này là sau này các bạn gọi DB sẽ sử dụng ha. Nè mình ví dụ cho các bạn gọi sử dụng nha, nè nè gọi như thế này nha, đó gạch DB rồi chấm request add là này ha, thì sau này product cũng y chang vậy. Rồi sau khi mà các bạn tạo bảng xong á, thì chúng ta sẽ bắt đầu viết service. Muốn viết một cái service thì đầu tiên các bạn phải có một cái interface. Interface thì ở đây mình có một cái interface product mình đã tạo sẵn ha.
Rồi. Đầu tiên á thì interface này các bạn tạo như thế nào? Chúng ta sẽ new item. Các bạn chọn interface cho mình nhé. Rồi ok. Sau khi chọn interface xong thì các bạn nhớ sửa cái internal and public nha. Internal là những gì đó chỉ cần chỉ trong cùng một assembly vậy. Các bạn nhìn public ha. Rồi. Ở đây mình sẽ create trước. Đây á mình sẽ tạo ra một cái biến là in. In ở đây chính là cái ID của cái product mà hồi nãy mình vừa mới tạo á. Đây nè. Như mình đặt chỗ này là GUI thì tương tự bên này cũng phải là GUI. Re. Rồi, bây giờ chúng ta mới nói tới cái phần DTO mà hồi nãy mình nói nè. Data Transfer Object nè. Thì chúng ta sẽ có ở đây chúng ta sẽ có nè. Product Model ha. Thì Product Model này á đúng ra là mình nên tạo ra một cái giống như cái thư mục này là Product mình mới bỏ này vô ha. Tuy nhiên thì mình làm nhanh nên mình để luôn cho các bạn nhìn cũng dễ. Chỗ này là do hồi nãy mình xóa mất cái kế thừa chỗ này của nó nè. Bây giờ nó báo lỗi với mình. Nghĩ là để cho các bạn dễ hình dung hơn á, thì mình sẽ tạo ra một cái bảng mới từ đầu luôn hay ha. Vậy các bạn sẽ dễ hình dung hơn ha, cho tất cả mọi thứ luôn. Giờ mình tạo bảng lại nha. À, cái bảng này mình sẽ đặt tên là sản phẩm có rồi, đặt là item đi ha. Item ok, cái này đầu tiên ở anh public nè. Sau đó mình sẽ qua bên này ID nè, ID trường tăng tự động. String name, item name, sau đó là giá giá bộ rồi. Rồi create đây. Ok, rồi thêm một cái nữa là string
Created by. Đơn giản vậy thôi. Rồi. Bên này ha. Như lúc nãy mình nói ha. Em báo cái bảng ra. Thì làm nó dễ hiển trực quan hơn là mình cứ mình viết sẵn rồi mình nói hết. Ok rồi, sau khi mà các bạn này xong đúng không, bây giờ trong này là mình sẽ bắt đầu ADB ha. Đợi mình chút để mình xóa cái chain bên này cái. Okay. ATP. ATP thì ở đây mình có Bucket Manager Console nè. Đối với một số bạn không có cái này thì các bạn bấm Tool NuGet Bucket Manager và chọn Bucket Manager Console ha. Ok. Rồi, chỗ này đang là BO API nè. Khi mà các bạn Add Migration đó là nó sẽ bị lỗi nè. Có một số bạn không biết ha. Table. Table gì? Đây. Nếu mà chúng ta để BO API thì chúng ta sẽ không có add vào migration được ha. Đấy, nó sẽ bị lỗi ha. Rồi, chúng ta phải đổi qua entity ha. Entity. Entity là cái DB mà mình đang sử dụng nè. Table. Ok ha, chúng ta có thể kiểm tra, đối với một số bạn cẩn thận thì chúng ta có thể kiểm tra lại ha, name các cột được tạo ha. Hiện giờ thì mình chưa có nói khóa ha, mình chỉ mới làm riêng thôi, sau này nói khóa sau đi. Rồi sau khi admiration thì mình sẽ đặt db. Đối với các bạn mới lần đầu làm á thì nó sẽ không có bị cái này đâu ha. Mấy cái này là do mình admiration nhiều lần rồi á, cho nên cái bảng này nó tồn tại. Giờ đi bị xóa nó thôi. Add bị đốt nhét thôi. Không thể drop table bởi vì đang object. Để mình xóa luôn cái này đi. Rồi mình disconnect. Các bạn muốn xóa DB ở trong Postgres các bạn phải disconnect server trước nhé. Ok, sau khi disconnect xong thì mình sẽ xóa nó đi. Ok, xóa xong rồi, bây giờ rất đơn giản thôi, chúng ta chỉ cần update DB. Để đợi một chút để cho nó xong thôi. Done. Sau khi done rồi chúng ta sẽ refresh lại chỗ này ha. Và có Redis version. Table của nó sẽ nằm trong schema. Table. Đây, item ha, item nó được tạo ha. Đó, item name, right, created đây. Created by ha. Created by này chính là user ID ha. User ID của chúng ta là đây. Mình dùng cái dạng test ha, cho nên chỗ này mình phải là string. Okay. Rồi sau khi mà add bản thành công thì chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ tạo interface
Mà khi mà các bạn muốn tạo interface, đây mình tạo mới cho các bạn, new item interface item service. Ủa đúng dịch tả chưa? Service. Ok. Rồi. Nhớ đổi chỗ này là bật lên. Rồi sau đó các bạn sẽ qua tạo implement kế thừa cái interface đấy. Item service. Item service này các bạn cũng sử dụng public cho mình ha. Và các bạn sẽ kế thừa cái interface mình vừa tạo. Sau khi các bạn làm tới bước này á, vì có rất là nhiều bạn hay quên cái việc mà chúng ta này BOBI bấm tại đây ha, các bạn phải khai báo nó ra chỗ này ha, các bạn phải đăng ký cái API service đó thì các bạn mới có thể sử dụng được nó ha, chứ không khi mà các bạn chạy chạy cái này lên nè nó sẽ dăng lỗi ha. Ok, em mình có số một số cái rồi, giờ mình tạo thêm. À, mình chỉ luôn các bạn ha. À, bình thường chúng ta chỉ biết bấm một số bạn thôi nha, là chỉ biết bấm Ctrl C, Ctrl V. Thì đương nhiên là chúng ta có cũng có thể bấm Windows V để chúng ta có thể có những cái mà chúng ta đã copy lúc trước ha. Này, item service. Đó, chúng ta khi mà chúng ta tạo cái service xong thì chúng ta phải đi khai báo liền để tránh cái việc quên, và nó sẽ thông báo ra 500 lỗi server ha. Rồi xong. Rồi sau khi mà chúng ta khai báo xong rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu viết interface. Thì ở đây mình có một số cái mẫu ha, để mình nhìn rồi mình copy vô cho lẹ chứ mình cũng lười làm quá. Service. Đây. Này để cho đơn giản. Rồi. Cái này là một cái kiểu ha, một cái kiểu tắt, nếu như mà làm sai cái gì đó thì nó trả về một cái lỗi thôi. Thì cái kiểu này là mình cũng phải tự code ra nhé. Nè, mình có một ở trong cái DTO mình á, nè DTO này nè, các bạn code như thế này, các bạn tạo một cái class là error ha, rồi code như thế này ha, là để sau này á mình nhập lỗi ha. Nếu như cái bool này á là true á thì chạy vô đây đó, còn bình thường thì chúng ta sẽ có một cái error chấm add để add lỗi vô. Thì chỗ này mình còn có thêm một cái gì ta, extension command đây nè. Cái command này á chúng ta sẽ có một cái là error location json. Cái này là để làm gì? Các bạn viết cái hàm để gọi bên này, và viết cái nội dung dăng lỗi cái này là user not found gì đó, hoặc là item not found gì đấy ha. Đó là để gọi tới cái này ha, tạo ra cái này này để chúng ta ẹp lỗi ha. Về cái phần ẹp lỗi này thì mình không có nói nhiều, mình chỉ nói sơ để các bạn hiểu cái đó là cái gì thôi ha. Còn sau này mà các bạn muốn biết cái này thì cứ comment dưới video để mình tìm hiểu sâu hơn về cái này ha. Rồi. Rồi tag error model ha, chỗ này các bạn cũng có thể đặt bất cứ một cái biến gì khác cũng được hết trơn á, không có vấn đề gì ở đây hết. Hoặc các bạn không thích tag error model đúng không, để mình cái này cái gì các bạn cũng biết nên nó không trực quan, nên mình sẽ tag item model. Các bạn item model thì bây giờ cái item model này nó chưa có, cái tầm model này chưa có ha. Hình như là mình sửa nhầm chỗ thì phải. Ok, mình phải sửa mình này đúng ha. Sẽ mình sửa nhầm rồi. Rồi còn cái error model này thì chuyển về cái đó thì mình chuyển đây ha. Đấy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi tạo cái error model ha, mình bấm lại bớt cho dễ nhìn luôn. Rồi đây là cái server chúng ta đang ở ha,
Bây giờ chúng ta sẽ quay lại DTO. Tại DTO các bạn tạo cho mình một cái thư mục là item. Trong cái thư mục item này á, chúng ta sẽ add một cái class model là item model. Tại cái này chúng ta nhớ là public nha. Public thì chúng ta không sử dụng nữa nha. Mà các bạn có biết tại sao từ cái DTO này á, mình viết bên DTO mà mình gọi bên server này á, thì rất đơn giản ha, các bạn chỉ cần bấm vô đây. Bấm vô đây. Return. Mình bấm nhầm rồi. Đây, bấm vô đây. Return đâu nhỉ? Nhưng phải này. Đây nè. Dependency. Nè. Add project preference ha. Các bạn nhớ tích vào DTO ha. Nếu như các bạn muốn gửi sử dụng các cái hàm bên DTO này thì các bạn phải tích vào DTO sử dụng bên hàm entity, vì tích vào entity ha. Repository tích vô ha. Ok. Mình tích rồi thôi, còn các bạn chưa tích thì phải tích. Thì chúng ta mới sử dụng được nha. Rồi. Item model, trong item model của chúng ta có gì? Bên này có gì chúng ta copy vô thôi. Còn cái ID này tự tăng thì chúng ta không có copy vô. Xong. Rồi. Bây giờ chúng ta thật ra có hai cách để tạo. Một là cơ bản, hai là nâng cao. Thì đầu tiên thì mình cứ hướng dẫn cơ bản nhất cho các bạn ha. Hay là các bạn muốn nâng cao luôn. Vậy mình sẽ làm theo cái cách mà gọn nhất cho các bạn ha. Rồi, item model. Item model. Bấm về đây, để tới đây ha. Rồi, sau khi chúng ta có interface thì chúng ta sẽ tạo interface rồi. Bây giờ chúng ta quay lại cái bảng item select ha. Chỗ này nó sẽ báo lỗi thì chúng ta sẽ bấm cần vô chấm enter. Hoặc là các bạn để chuột cái đây. Đấy, rồi. Thì chỗ này chúng ta sẽ bấm record ha. Thì cái chỗ này á, cái return nó phải trả về một cái dữ liệu này. Thì bây giờ mình xóa đi thì nó đỏ thì mình không thích. Mình thích nó lúc nào cũng phải nên new item. Đấy, trả về một cái màu đỏ đỏ không? Rồi bây giờ mình mới code nè. Lát nữa mình sẽ trả về dữ liệu này ha. Read đúng không? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ có 3 item. Nếu item model so easy. Thì ở đây á, chúng ta sẽ bắt đầu là item nè. Item nha, chấm các dữ liệu trong bảng này ra nè. Item chấm item name sẽ bằng bằng cái gì? Bằng cái model này truyền vô. Lát nữa người dùng á, người ta sẽ là nhập các cái này vô ha. Cái model là cái nơi mà để cho người dùng thao tác dữ liệu, và những cái dữ liệu này sẽ được truyền vào cái DB ha. Model này, người dùng sẽ nhập vô đây cái tên gì đó họ muốn, thì họ lát nữa mình sẽ demo để các bạn ha. Chấm price, giá của nó như thế nào nè. Rồi ngày tạo item chấm created đây thì sẽ đó. Chỗ này không cho chỗ này mình không cần người dùng nhập vô ha. Chỗ này mình không cần người dùng nhập vô. Thế thì chỗ này mình không cần người dùng nhập vô thì chúng ta sẽ đặt đây time chấm nâu đi ngay thời điểm. Thường thì chúng ta chấm nâu ha, nhưng mà trong Postgre thì nó không có chịu chấm nâu nên mình phải sử dụng UTC nâu. Đối với các bạn sử dụng SV server thì các bạn cứ chấm nâu như bình thường nhé. Rồi. Cái mai đầm model này, cái này không cần người dùng chuyện vô nè, xóa đi. Cái var này á, string là dạng chuỗi này, double là dạng số.
mình nhầm. Chỗ này vẫn có nha. Để chúng ta gọi cái chỗ này ha. Ba là nó tùy theo cái biến bên này là gì ha. Cái biến bên này là item model nè. Đó thì ra bên này là item model ha. Nhưng mình không thích một người mình cứ để ba thôi. Đấy. Rồi sau khi xong thì chúng ta cần phải add vào DB. Ở đây mình chưa có DB nè. Mở qua này. Đánh lười biến luôn. Bấm vô đây cho lại copy qua cái một. Đây. Rồi mình sẽ giải thích từ từ cho các bạn ha. Cứ bình tĩnh nè. Ở đây randomly chúng ta chỉ cần đọc ha. Chỗ này chúng ta cần đọc này một chút. Chừa cái này lại. Cái này giờ chưa dùng đâu. Cái này là chỉ ra chẳng qua lấy ra cái user ID. Chưa dùng thì bỏ đi. Cái nào dùng tính. Xóa nè. Xóa nè. Rồi, cái DB này chính là đây. Lúc mà chúng ta sử dụng mấy cái này ha. Để add vào DB đấy. Rồi. DB chấm add item này vô đây. DB set trend. Đấy, chúng ta sống gửi có tính thật luôn. Đấy, rất đơn giản. Vậy là chúng ta đã query request được rồi. Thì ra còn một cách phức tạp hơn một xíu đó. Chúng ta sẽ có query cho mày luôn. Nhưng mà như vậy thì đối với những bạn mới nó sẽ hơi phức tạp một tí. Nên mình cứ biết ở ngoài đây cho nó lộn hơn. Nó lộn cho nó nhìn nó không có được gọn thôi. Cái kia thì chúng ta chỉ cần gọn một dòng thôi. Nhưng mà nhìn như vậy nó sẽ dễ hiểu hơn ha. Và cuối cùng chúng ta giải về cái item. Xong. Mình như chỗ này à. Chỗ này như có vẻ chúng ta không cần dùng error luôn á. Không cần dùng error luôn. Không cần dùng error chúng ta xóa đi. Rồi tạm sơ bình chúng ta xóa. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tạo, sau khi mà tạo, đầu tiên là chúng ta tạo entity nè, tạo bảng nè. Lần nữa nha. Đầu tiên chúng ta sẽ tạo entity tạo bảng nè. Tiếp đó chúng ta sẽ tạo interface rồi implement ha. Thì để mà cái interface nó có cái kiểu dữ liệu trở về á, thì chúng ta sẽ vào DTO tạo ra cái item là item model. Để chúng ta sử dụng cái item model là kiểu dữ liệu trở về ha. Rồi sau đó đóng hết cái này lại, các bạn mở BO API ra, tạo tại đây các bạn tạo controller cho mình, nail controller, không phải cái này nha, các bạn phải nail item à, mà là cái gì đây, API controller empty nhá, API rỗng nhá. Rồi chỗ này các bạn sẽ đặt tên cho mình item controller. Ok, thì ở đây em mình có một cái bay controller nè à, chẳng qua là để add mấy cái lỗi thôi, không có gì hết ha à, các bạn để im vậy cũng được, nhưng mà mình cứ dùng, mình có thì mình dùng thôi. Bay controller à, rồi cái thằng của mình đây đúng không, cái này là cái bay biến này qua. Đó. Này là tên app gì vậy đó thôi. Còn cái dòng này hình như là không cần nè. Cái này là sau này mình làm chức năng đăng nhập rồi đó thì mình mới cần ha. Tức là phải đăng nhập rồi mới có thể sử dụng được các cái API ha. Bây giờ mình không dùng, xóa đi. Rồi. Cấm động luôn. Mình là chúng ta cần phải báo một cái gì. Đây.
nãy chúng ta là sử dụng là interface là AI tầm đúng không? AI tầm server. Chỗ này chúng ta cũng vậy thôi. AI tầm server. Chỗ này phải là cái tên của controller này. Ok. Ôi nó mới vừa gửi cho mình luôn kìa, bấm nhanh quá. Ok. Rồi viết API. Bây giờ chúng ta sẽ viết API để gọi tới cái hàm bên trong cái interface này ha. Thì ở hàm từ vi đâu. Chúng ta sẽ có các cái HTTP á là get. Get là chúng ta đối với là get các cái dữ liệu ở trong DB ra. Còn hàm post, hàm post là chúng ta sẽ tạo dữ liệu ra. Hàm put là chúng ta sửa dữ liệu và hàm delete là chúng ta xóa dữ liệu. HTTP get, HTTP post, HTTP put và HTTP delete. Rồi, ở đây các bạn đặt cái tên cho nó luôn là query item. Chỗ này mình không có kiểm tra rau gì hết, chưa có làm này. Rồi ở đây mình sẽ dùng machine web xả đi. Rồi ở đây mình đơn giản thôi, create from body cho cái item model. Đây mình cũng không add lỗi gì hết luôn, xả đi. Nè, cái cục này là của bay controller nha. Nếu như mà các bạn không có kết, không có bay controller thì các bạn tiễn đi luôn. Đơn giản. Này visa. Return này. Rồi, các bạn sử dụng này ha. Gọi ra. Chấm đợi mình một chút, nếu có vấn đề gì đó xảy ra. Ủa chấm nó phải ra chứ, gì xảy ra vậy? Đợi mình một chút nhé. À rồi, chúng ta tiếp tục ha. Nãy mình để nhầm cái hàm này ở bên ngoài, cái hàm này phải ở bên trong. Rồi, ok. Item submit chúng ta sẽ chấm tới query. Mình quên đổi tên cái hàm này rồi, vì mình quên đổi tên phải là create item nha. Create item nè. Đi qua lại cái item server. Rồi create item thì ở đây chúng ta chuyển vào model là cái tham số của nó nè. Return về 200. Giùm chạy thử mình đi bắt các bạn coi ha. La 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 la. AI quá nhỉ. Đó là mấy AI trước thôi, các bạn chỉ cần để ý tới cho mình cái item mình mới vừa tạo nè. Đấy. Create item.
Ethical Rhythm chính là cái tên này ha. Rồi, các bạn try XL thử nó. Thì ở đây mình sẽ file tầm name là đồng hồ, giá 200. Mấy cái này dữ liệu đang bị thiếu ha. Cứ kệ nó đi. Mình chạy debug cho các bạn nhìn thử. Đây chúng ta nè, lúc đầu cái item của chúng ta là nó bằng null nha. Null hết. Sau khi mà các bạn truyền vô thì chúng ta sẽ có nè, đồng hồ và giá là 200 ha. Và ngày là ngày hiện tại 19 tháng 3. Ngày 3 19 tháng 3 2023 ha. 19 tháng 3 2023. Sau đó các bạn sẽ add item. Ấy, mình nhầm. Đừng một chút nha. Chỗ này không phải là item model mà phải là cái bảng entity mà mình vừa mới tạo á, là cái bảng item mới đúng. Trời đất. Rồi. Rồi, bên này á, không có cần người dùng nhập này nữa, chỉ cần nhập tên, giá, Reactive Buy cũng không cần luôn. Chỉ cần nhập tên với giá thôi. Reactive Buy này á, chính là cái này nè các bạn. Chính là cái ID của cái người mà đang nhập á, nhưng mà bây giờ mình không có cái đó nên cái đó phải bị chống đi ha. Rồi thì ai tầm bằng name thôi, add ai tầm let và db nè, return về return về cái model ha. Là người dùng chuyện vô sai cái return vậy đó. Thử trước nhé. Đây. Name. Giá 10 đồng. Đó. Ok, xong rồi đó. À, return về name là đồng hồ và giá là 10 đồng ha. Rồi, chúng ta sẽ vào DB kiểm tra coi dữ liệu có nha. Đó, nó sẽ vào đồng hồ là 10, right. Đồng hồ giá là 10 đồng, ngày tạo ha. Còn này chưa có. Rồi, thử một cái khác ha. Tính 1.000 đô. Này tắt đi. Chạy luôn. Rồi ok, success trở về máy tính và giá 1.000 đô ha. Đó, đặt máy tính giá 1.000 đô ha. Vậy là chúng ta đã xong cái phần free. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tới với tiếp theo. Là chúng ta sẽ delete ha, ở lộn update ha. Update thì chúng ta trả về gì nhỉ, trả về error. Error model, nếu mà update không được thì trả về error thôi. Update
thì chỗ này chúng ta sẽ truyền vào đó chính là ID, ID của cái item đó. Item này cái nãy mình cho là kiểu kiểu in ID. Các bạn cần phải truyền dạy ID thì chúng ta mới update được đúng không? Rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ có này ha. Cần cho chấm enter nha các bạn. Có thao tác mình dừng lại. Thì ở đây khi mà dùng trong ID á thì chúng ta sẽ bắt đầu check DB nè. 3 item. Đã 3. Vào DB nè. DB là trên cái bát trên. DB chấm cái bảng item. Cái bảng item này mình lại chính là chỗ này nha. Các bạn phải khai báo chỗ này các bạn mới lấy ra được nha. Rồi. Chấm first or default. Đối với chúng ta có chỉnh sửa thì chúng ta không sử dụng ethno checking, còn đối với các bạn chỉ get on thôi thì chúng ta sử dụng ethno checking để chúng ta tiết kiệm thời gian hơn ha. Thì suy ra chấm ID bằng ID chuyển vô. Xong, vậy là chúng ta đã có dữ liệu ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thay đổi dữ liệu này. Chúng ta sẽ có item. À, đầu tiên các bạn phải check coi nó có bằng null hay không. Nếu như mà cái ID chuyển vô bằng null thì các bạn phải show ra lỗi ha. Mình nên một cái error mới ở đây ha. Rồi chúng ta sẽ có là rồi giờ mình sẽ update nó item chấm như mình nhầm cái này là nếu như mà chỉ truyền ID không là chỉ được delete thôi. Thì chỗ này mình nên truyền thêm cái model vô này. Dead model. Ok. Rồi giờ từ từ để mình check coi cái tầm này có luôn không ha. Nếu mà item là bằng nil thì chúng ta sẽ là error.add nè. Add nè. Chúng ta sẽ add lỗi vô. Hạt cao request service để kiếm cái hành mẫu. Lâu quá mình cũng chả nhớ. Đây. Cái này là cái này là cái bản mà lúc đầu mình nói nè. Cái Common Helper cái này nè. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ gọi trong này ra. Chúng ta là có cái chưa có cái item not found đúng không? Chúng ta sẽ thêm vô item. Như nói lúc đầu ha, nếu các bạn có quan tâm tới cái phần add lỗi này, các bạn cứ nói với mình ha, mình sẽ chỉ cho các bạn cái phần add lỗi này. Item not found. Yeah. Lưu lại. Đó, ai tầm nắp phao. Rồi. Cái chỗ giống hoặc này thường thường á là chúng ta chỉ có một dòng, chúng ta không cần phải đóng hoặc lại không. Nhưng mà để cho code của mình nó trực quan và dễ nhìn á, dù có một dòng các bạn vẫn nên đóng hoặc lại nha.
Rồi. À, bây giờ chúng ta sẽ gọi bếp nè. Hai tầm chấm. Hai tầm nem sẽ bằng model. Chết ở đây rồi mà vẫn báo à. Vậy để tay cho khỏi báo nữa. Rồi. Hai tầm cho nó coi vào model chứ không coi tiền vô. Xong. Đúng ra mình có phải có thêm một cái update đây nữa ha. Nhưng mà giờ mình không có cái đó. Tới đây thôi. Rồi. Nếu ai tầm bằng null thì show lỗi. Ngược lại. Thì truyền dữ liệu vô. Rồi. Đi basic chain lại thôi. Đi. Đi chain. Xong. Đi tên. Error. Có lỗi thì sâu ra không có gì thôi. Rồi đây là cái update ha. Xong cái update rồi mình nói lại một lần nè. Đầu tiên chúng ta cần truyền ID vô. Truyền ID vào chúng ta sẽ vào DB check xem trong DB có cái ID nào bằng những cái ID mà chúng ta truyền vô không. Nếu như mà không có cái nào thì sâu lỗi ra hãy phải not found. Còn nếu có thì chúng ta sẽ truyền dữ liệu vô, truyền giá vô, mình sẽ lưu DB lại ha. Còn nếu có lỗi thì chúng ta trả về lỗi ha. Rồi xong. Qua bên controller. Đối với cái phần hay là dữ liệu chúng ta dùng boot ha. Boot net item. À, chỗ này chúng ta có truyền thêm ID nữa thì chúng ta dùng set ID. Bạn nên nhớ là cái chữ ID trên này với chữ này phải giống nhau nha. Không giống nhau là nó sẽ không có đúng. Rồi, var result sẽ bằng item chấm update item. Truyền vào model và ID. Ok. Để thử cho các bạn coi ha. Hai tầm đây chúng ta sẽ có cái mới truyền vào cái ID của nó. Đây là một là đồng hồ ha. Một. Và chúng ta sẽ đổi dữ liệu của nó. Đổi thành bàn chạm giá 2 đồng. Update. Đây giờ điện tối lên nè. Đây mình sẽ lấy ra được một cái sản phẩm là đồng hồ ha. Với cái ID là một chuyện vào mình lấy ra được cái sản phẩm là đồng hồ giá là 10 đồng. Rồi nếu đã khác nuôi chúng ta sẽ bắt đầu đổi dữ liệu của nó và xếp cái lại. Lúc nãy cái đồng của chúng ta đã là bàn trả dành cho số giá là 20 ha. Mình xin nhận. Rồi is lỗi là chu ha, không có lỗi nữa hết. DB. Ok, chúng ta đã đổi thành bàn trả giá là 20 ha. Còn nếu như mà chúng ta nhập vào một cái số 3 đi, tức là nó DB của chúng ta không có ID nào 3 cả. Chúng ta chạy như thế nào? Ai tầm bằng null thì vô ai tầm not found và show ra lỗi. Lỗi ai tầm not found.
Đó là cái cách mà chúng ta sâu lỗi á. Thì cách này là một cái cách mà chúng ta sử dụng trong giảng thực tế ha. Các bạn có thể sử dụng đơn giản hơn là sâu về một cái chuỗi string bị lỗi tùy các bạn. Rồi, bây giờ update xong rồi ha. Giờ mình làm delete nữa là delete và lại get all sản phẩm nữa là ok ha. Item service delete. Delete thì chúng ta chỉ cần truyền vô ID thôi. Check trong cái ID đó có hay không. Có thì chúng ta xóa, không có thì chúng ta show ra log file. Rồi, cũng tương tự ha, mình copy cái này xuống cho lại. Nhưng chúng ta không có cái này nữa. Chúng ta chỉ có là db test.remove hai tầm. Ok. Thì chúng ta cũng vậy ha, người dùng truyền vào một ID kiểm tra coi cái tầm đó có hay không. Nếu không có thì show lỗi, nếu có thì remove và set change lại, xong. Phải tầm một chút lớn. Tương tự chúng ta, sẽ là delete hai tầm. Chỗ này mình chỉ cần truyền ID thôi. Xong. Delete item ở này nha. Rồi. Chạy thử cho các bạn coi luôn. Hôm nay mình có hai sản phẩm mà giờ mình xóa cái số 1, cái số 2 đi. À. Chỗ này mình phải dùng là HTTP delete nha. Ok, vậy là chúng ta sẽ có bot boot và delete ha. Còn một cái get nữa, đợi một xíu. Đây, ai làm delete. Mình xóa cái số 1 đi, số 2 đi. Ok, Joe. Xóa mất số 2 ha. Đơn giản không? Rồi, bây giờ mình sẽ làm get all ha. Get on item survey. Get on thì chúng ta sẽ trả về model của nó nha các bạn. Model. Get on item. Item. Model. Ok. Rồi. Tại cái thằng model này á, chúng ta sẽ có thêm này. Public. Rồi chúng ta có một cái này ha. Trong cái này chúng ta sẽ có là item bằng discharge item và void bằng discharge void. Ok. Rồi, cái này là dùng để get list ha. Ngoài cái cách viết tắt này á, chúng ta còn có thể là get list nè, query nè, update nè, ở trong này luôn cũng được luôn. Update là update entity, còn query là bạn entity.
Thế đó là sau này đi làm giảng thực tế các bạn sẽ được tiếp xúc nhiều hơn ha. Check on thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Thì đây mình có một cái get on account đi. Bấm vô. Ở đây mình sử dụng variable building. Đây là item nha. Chúng ta sẽ dùng bảng item. Query sẽ bằng db context chấm where gì đây. Chấm annotate string. Đối với những dữ liệu mà chúng ta không thể sửa thì chúng ta phải annotate string. Nó gọn. Rồi. Để mình quên cái này phải truyền vào pagination model để cho nó phân trang nha các bạn. À, phân trang để sau đi. Các bạn chấm bullet ra cho mình là được rồi. Chấm bullet. Đơn giản trước là được. Còn phân trang để sau. À, phân trang nè, không cần. Cái này phải là trả về cái list. Cái list item. Ok. Trả về cho mình một list item. Cái này chúng ta sử dụng đơn giản thôi. List item. Cái này chấm to list. Xong. Chúng ta sẽ trả về một cái list item. Ồ, rất là đơn giản luôn. Ai tầm cần cho rồi chúng ta sẽ là get on get on item. Rồi xong rồi, rất là đơn giản. Mình đặt điểm hết đây các bạn. Để mình tạo thêm một vài sản phẩm nữa để chúng ta get on nhìn cho nó nhiều xíu. Thì đương nhiên á, là có phân trang sẽ tốt hơn ha. Sau này chúng ta sẽ phân trang cứ 10 sản phẩm phân trang một lần, tùy theo chỗ khác, vậy là 25 sản phẩm, 50 sản phẩm tùy. Rồi bây giờ mình cứ get list ra tạm trước ha. Rồi bây giờ mình sẽ cream. Này phải là HTTP get nè, đợi một xíu mình sửa. HTTP get. Review app lại. Giờ chỉ có một sản phẩm thôi. Để mình tạo thêm mấy cái nữa. Giá 10. B 102. C skill. Ok. Rồi, get on. Đợi một xíu nha, mình quên xóa dữ liệu.
Yeah. Ok, bây giờ chúng ta sẽ get on thôi. Không cần chèn gì hết, không phải skill. Ủa, có chuyện gì vậy? Để mình check lại một chút. Cho ship B. Em cũng biết lỗi gì nữa để mình tắt đi bật lại nữa nha. Ok, cái lỗi vừa nãy thì các bạn mình chỉ cần tắt cái Visual Code để giờ bật lại ha, là nó sẽ hết. Lâu lâu nó bị vậy mình cũng không hiểu lắm. Rồi, bây giờ mình sẽ chạy nó lên rồi ha. Chúng ta sẽ thử coi get list rồi get list item sẽ như thế nào đó. Đây. Rồi sẽ đi vô debug thử nè. Lấy ra cái list sản phẩm nè, có 4 sản phẩm nè. Bàn chải. Ok ha, và trả về nó. Xong vậy là chúng ta đã get list thành công ha. Đấy. Vân trang thì mình có sẵn rồi nhưng bây giờ là nó cũng khá là nhiều rồi. Lần sau mình sẽ hướng dẫn thêm ha. Rồi, bài học của mình tới đây là kết thúc ha. Là dạy cho các bạn về Get API là như thế nào, Query, Update và Delete. Đây là một bộ combo API đầy đủ rồi ha. Sau này vào giảng thực tế thì bạn sẽ dùng HTTP của 4 loại này là nhiều nhất ha. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong cái video tiếp theo ha.